Xin chào tất cả các bạn, mình là Thảo Vân. Rất vui được gặp các bạn tại kênh YouTube của Mr. Zero. Đến với kênh YouTube của chúng mình hôm nay sẽ tìm hiểu một số những video hài hước và gặp những siêu sao cầu thủ bóng đá. Các bạn hãy đừng quên nhấn subscribe và nhấn vào nút thông báo để được nhận những video mới nhất từ bên mình nhé. Gia tài khủng của tỷ phú bóng đá Việt Nam ở tuổi 20. Đằng sau nụ cười có phần ngây ngô ở tuổi 20, cầu thủ Đoàn Văn Hậu sở hữu bộ sưu tập đồ sộ mà nhiều danh thủ phải mất cả sự nghiệp mới có được. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng tự hào với lứa cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh hay mới đây là Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường. Nhưng thời gian gần đây, cái tên Đoàn Văn Hậu đang thực sự gây bão. Ở tuổi 20, những thanh niên khác còn ăn chưa no, lo chưa tới, thì chàng hậu vệ quê Thái Bình đã đang sở hữu được những gì? Hãy cùng Mr. Zero hôm nay khám phá gia tài khủng của chàng trai trẻ này nhé! Có lẽ, gia tài lớn nhất khi nói về Văn Hậu chính là tài năng thiên phú và chiều cao vượt trội cùng trình độ chuyên môn nổi trội. Theo dữ liệu từ ban tổ chức V-League năm 2019, Đoàn Văn Hậu cao 1m85, cao nhất trong số nội binh của nhà đương kim vô địch. Con số nói trên thực sự ấn tượng và tỷ lệ cầu thủ đạt tới ngưỡng này tại V-League không nhiều. Ở cấp độ trẻ, Văn Hậu cũng thường xuyên nằm trong nhóm những cầu thủ cao kèo và rất dễ nhận biết nhờ thể hình vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ những ngày còn ở quê nhà, cầu thủ sinh năm 1999 đã gây chú ý nhờ chiều cao của mình. Bởi vậy, Văn Hậu được đặt cách lên đội bóng đá huyện Hưng Hà khi mới học lớp 4 hồi năm 2009. Điều này chỉ dành cho những em học sinh đặc biệt. Ấn tượng khác khiến Văn Hậu ghi điểm trong mắt các thầy huấn luyện viên chính là việc thuận chân trái. Kết thúc giải đấu năm 2009, cầu thủ quê Hưng Hà được tuyển chọn lên trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh. Một năm sau, Hậu tham dự giải nhi đồng toàn quốc và Văn Hậu vẫn nổi bật nhờ ngoại hình. Nói về trình độ chuyên môn của cầu thủ trẻ, có lẽ tốc độ chắc chắn là thứ gia tài mà anh sở hữu. Chắc đây là lý do mà sau này anh được sắp xếp trở cánh trái và trong sơ đồ chuyến thuật của thầy Bắc. Việc lên công về thủ của Đoàn Văn Hậu được cho là yếu tố quan trọng. Kể từ U19 Việt Nam hay lên khoác áo những đội bóng lớn hơn, Đoàn Văn Hậu không ít lần có những cú dứt điểm hiểm hóc từ khoảng cách xa ghi bàn cho đội nhà. Bàn thắng vào lưới U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại giải U19 châu Á năm 2016. Bàn nâng tỷ số lên 3-0 trước U22 Brunei tại SEA Games năm 2017. Bàn thắng trước U23 Oman tại giải U23 quốc tế năm 2018 là những ví dụ tiêu biểu cho khả năng xuất sắc của hậu vệ này. Gia tài khổng lồ tiếp theo khi nói về Đoàn Văn Hậu chính là bản thành tích đáng gờm mà anh đã có được kể từ ngày còn chơi bóng cho đội bóng của huyện, của tỉnh nhà. Những trận bóng tại sân Đình Làng chính là tiền đề cho sự nghiệp rạng rỡ hiện tại cũng như là tương lai sau này của Đoàn Văn Hậu. Sau đó anh được gọi lên đội bóng nhi đồng Hưng Hà và có 2 năm liền vô địch tỉnh Thái Bình. Đây là cú bật để Văn Hậu thi đấu giải nhi đồng quốc gia trong đội bóng Thái Bình, sau đó là trung tâm đào tạo bóng đá Hà Nội và có những thành công như hiện nay. Tài không đợi tuổi khiến Văn Hậu trở thành tuyển thủ bận rộn nhất trong năm 2018. Cho đến thời điểm hiện tại, khi anh phải khoác áo 3 đội tuyển U19, U23 và đội tuyển quốc gia, và bây giờ là đầu quân cho câu lạc bộ SC Heerenveen Hà Lan. Ai cũng muốn có Văn Hậu trong đội hình vì anh hội tụ đầy đủ những yếu tố cần của một người hậu vệ. Cao to, nhanh nhẹn, tranh chấp tay đôi tốt, lại xử lý bóng rất khéo, Văn Hậu có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Hãy cùng điểm lại những điểm nhấn trong bộ sưu tập danh hiệu của cầu thủ này. Vô địch U19 quốc gia năm 2016, năm 2017. Vô địch U21 quốc gia năm 2016. Hạng 3 U19 châu Á năm 2016, cùng một vé tham dự U20 World Cup năm 2017. Á quân U23 châu Á năm 2018, hạng 4 ASEAN năm 2018, vô địch V-League năm 2018, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á năm 2017, vô địch AFF Cup năm 2018. Hầu hết trong chúng ta khi ở độ tuổi 20 vẫn còn loay hoay với những dự định, chỉ mới bắt đầu biết khát khao và tìm cách khẳng định mình thì Văn Hậu đã hoàn thành những ước mơ lớn trong sự nghiệp. Và đó cũng là giấc mơ mà 90 triệu dân Việt Nam đã khao khát vào năm qua, đứng trên đỉnh Đông Nam Á và vươn tầm châu lục. Gia tài mà tôi muốn nhắc đến tiếp theo chính là những pha ghi bàn đẹp mắt mà Văn Hậu từng thực hiện. Đương nhiên là không thể kể hết những pha xử lý bóng, những kỹ thuật điệu nghệ hay những cú sút thần sầu của anh. Cùng chúng tôi xem lại một vài bàn thắng ấn tượng mà Văn Hậu sở hữu cho đến thời điểm hiện tại nhé. Phút 51 trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam trên sân vận động Bukit Jalil. Tiền đạo nhập tịch Sumare bứt tốc bên hành lang cánh trái. Với sức vóc và tốc độ của một cầu thủ gốc Phi, Sumare dễ dàng vượt lên trên Văn Hậu với chỉ 2 nhịp chạm bóng. Thế nhưng, bất thình lình, Hậu hạ thấp người, rướn một nhịp rồi dùng chân trái của mình gạt bóng dứt khoát.
cú tắc bóng quá ngọt đó khiến cho tất cả đều cảm thấy phấn khích, tất nhiên là trừ những người Malaysia. Đoạn video chỉ vỏn vẹn 6 giây ghi lại pha bóng đó được chia sẻ một cách chóng mặt ngay sau khi trận đấu kết thúc. Phút 89, ở cuộc chạm trán với Olympic Oman, Đoàn Văn Hậu tung cú dứt điểm má ngoài đẹp mắt giúp cho đội nhà giành chiến thắng, qua đó vô địch giải giao hữu U23 sớm trước một trận đấu. Cậu em Úc của Olympic Việt Nam băng lên từ cánh trái như một mũi tên. Cậu cầm bóng ngoặt vào trong là tới giữa vòng vây của 3-4 bóng áo đỏ. Và rồi bùm, một cú vuốt má ngoài tuyệt đẹp. Trái bóng vọt lên khỏi mặt đất, vòng ra ngoài trước khi xoáy ngược trở lại vào khung thành Olympic Oman, khiến thủ môn đội khách chỉ biết sững sờ nhìn theo. Khán giả Mỹ Đình đang ngẩn ngơ trong khoảnh khắc vừa rồi và vỡ òa vì sung sướng. Họ có lẽ đã không ngờ rằng mình sẽ được chứng kiến siêu phẩm đẹp như thế. Cũng từ những bàn thắng đẹp mắt kể trên mà Văn Hậu được nhiều người biết đến, mà hơn hết là giới chuyên môn quốc tế. Những câu lạc bộ châu Âu để ý như Austria Vienna, Fortuna Düsseldorf và M Gladbach đều từng muốn chiêu mộ anh. Và đây cũng chính là điều mà tôi muốn nhắc đến cuối cùng, bởi vừa qua anh đã chính thức đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn là 1 năm. SC Heerenveen là câu lạc bộ có tuổi đời gần 100 năm ở Hà Lan. Tại mùa giải năm 2018-2019, SC Heerenveen đứng thứ 11/18 ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và giành 41 điểm sau 34 trận. Câu lạc bộ Hà Nội từng bật mí về mức lương trước thuế mà Văn Hậu nhận được vào khoảng là 450.000 euro, khoảng 11,5 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ người Thái Bình sẽ nhận khoảng 37.500 euro mỗi tháng. Con số này cao hơn mức lương khoảng 20.000 euro mà Nguyễn Công Phượng nhận được khi chơi cho câu lạc bộ St. Truiden ở Bỉ. Anh cũng trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã được nghe nhiều về câu chuyện của cậu Úc trong một gia đình nghèo tại Hưng Hà, Thái Bình, bị ăn đòn roi như cơm bữa vì đam mê quả bóng, quên cả đường về sau mỗi giờ học. Hay chuyện Văn Hậu mãi mê chơi game mà bỏ học, bị các thầy ở đội trẻ Hà Nội điện thoại về gia đình yêu cầu bố mẹ lên để nói chuyện. Từ một cậu bé ham chơi, nay đã trở thành ngôi sao bóng đá là một câu chuyện, một bài học cho giới trẻ hiện nay. Văn Hậu của tuổi 20, có lẽ cậu vẫn sẽ nghiện game, mít ướp, ham nghịch ngợm và bắt nạt các đàn anh bằng những trò trẻ con của mình. Thế nhưng chắc chắn khát khao và những ước mơ của chàng trai người Thái Bình ấy sẽ lớn lên rất nhiều. Trước mắt là đấu trường của Đông Nam Á, rồi châu Á, còn xa hơn, biết đâu đấy người hâm mộ sẽ được thấy Hậu hát vang quốc ca Việt Nam trên đấu trường World Cup thì sao? Có thể lắm chứ, vì tất cả chúng ta đang mong chờ một kỳ tích mà. Bạn nghĩ liệu Văn Hậu có làm được không? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để nhận được những clip mới nhất đến từ Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!